Minh Phi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sức khỏe và tiền. Như đã chia sẻ, chúng ta sẽ đến ngay với chuyên mục Sống vui sống khỏe. Kết hợp hài hòa giữa thái cực quyền, yoga và Pilates, Tai Chi Ba Lăng là chương trình tập luyện cho các nhóm cơ trên nền nhạc chậm rãi. Tai Chi Ba Lăng có thể là một lựa chọn không tồi nếu như người tập muốn vừa cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Du nhập vào Việt Nam đã lâu nhưng bộ môn Tai Chi, thái cực chỉ được biết đến như một loại hình dưỡng sinh dành cho người cao tuổi. Trên thực tế, bộ môn này đã được cải biên thành Tai Chi Balance là một bộ môn phù hợp cho tất cả mọi người, từ người trẻ cho đến người cao tuổi. Đến tham dự một giờ học Tai Chi tại trung tâm thể dục Hatha Yoga, chúng tôi được dịp hiểu thêm nhiều điều về bộ môn này. Cô Thùy Liên, hiện đang là huấn luyện viên môn Tai Chi cho biết, Tai Chi là sự kết hợp giữa thái cực quyền, yoga và Pilates đi cùng với nền nhạc, lúc sôi động, lúc chậm rãi. Trong lúc tập, người tập sẽ hít thở đều đặn, từ đó giúp điều hòa cơ thể, lưu thông khí huyết, đẩy lùi bệnh tật. Này giúp cho mình tiêu hao được năng lượng, giảm cân và đồng thời giúp cho mình có một cái tinh thần thật là thoải mái sau một ngày làm việc. Gần 60 tuổi, cô Trịnh Thị Hạnh, hiện đang sinh sống tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là người có tuổi, cô không khó tránh khỏi những lúc phải đối diện với bệnh tật. Chuyển từ yoga sang tập Tai Chi, cô cảm thấy sức khỏe thay đổi theo chiều hướng tốt lên trông thấy. Nếu trước đây thường xuyên phải đi khám bệnh, đi kiểm tra sức khỏe, thì giờ đây sức khỏe của cô đã tốt hơn lên rất nhiều. Trước lúc đấy thì tôi không tập môn nào, nhưng mà sau khi tôi tập yoga được 2 năm thì bên cạnh cái tập yoga đấy thì tôi đã có đan xen Tai Chi. Nhưng sau khi tôi thấy tập Tai Chi thì tôi thấy khả năng, tức là cái sức khỏe của mình cải thiện rất nhiều. Và sau đấy thì bệnh tật từ từ là dần, trước lúc chưa tập thì tôi phải đi khám bệnh rất nhiều, nhưng sau đấy dần dần thưa dần và đến bây giờ tôi cảm thấy là sức khỏe rất là dồi dào mà tập rất là khỏe. Thế cho nên tôi chuyển sang bộ môn Tai Chi này. Tai Chi là bộ môn với những động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, buông lỏng, có tác động tốt lên cơ thể, làm cho thân thể được thư giãn. Sự buông lỏng của cơ thể giúp thần kinh được xoa dịu, làm giảm áp lực do công việc đè nặng. Và kéo theo đó là sự buông lỏng của tinh thần, làm giảm sự quá tải của thần kinh. Do vậy mà người tập Tai Chi luôn nhận được hai thứ cùng một lúc, tinh thần thoải mái và thân thể nhẹ nhàng. Thường xuyên phải làm việc dưới cường độ cao, anh Trần Ngọc Phương thường xuyên cảm thấy mệt mỏi cũng như căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả. Anh Phương cho biết, từ khi biết đến Tai Chi, anh đã thử chuyển sang tập luyện bộ môn này và nhận được nhiều kết quả tích cực. Không như những bộ môn khác, sau khi luyện tập càng làm cơ thể mệt mỏi thêm, anh Phương cảm thấy sức khỏe không những được cải thiện mà tinh thần cũng khá hơn nhiều, từ đó giúp anh làm việc hiệu quả. Khi mà người ta thấy một bạn nam như mình, như tôi á, thì tập cái bộ môn này thì người ta sẽ thấy là rất là lạ. Tuy nhiên là trước đây á, tôi cũng có thử qua khá là nhiều cái món, ví dụ như là chạy bộ, rồi đạp xe đạp và tập gym, các loại máy. Tuy nhiên á, là có hai điểm, là thứ nhất là mình không có giảm được cân nặng và thứ hai là trong công việc mình thấy mệt mỏi. Và cái cường độ làm việc của mình rất là lớn, từ lúc bước vào công ty cho tới lúc rời khỏi công ty và mình luôn về trễ. Vì thế là con người mình rất là mệt mỏi. Và lúc đầu á, thì tôi có thử cái bộ môn này một vài hôm thì những cái ngày đầu tiên nó rất là mệt, mình không thể theo kịp. Nhưng mà tôi quyết tâm là vượt qua những cái ngày đó và mình đã tập được gần một năm rồi. Và sau cái quá trình tập á, thì tôi thấy là công việc của tôi được cải thiện rất là nhiều. Mình cảm thấy bền bỉ hơn và công việc thì tôi hoàn thiện tốt hơn và có năng suất cao hơn. Quan sát những người tập Tai Chi, chúng tôi nhận thấy bộ môn này khá giống yoga do có những động tác chậm rãi, ép tay hay ép chân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ chị Lan Ly, một người theo tập Tai Chi đã lâu, chị Ly cho biết Tai Chi thoạt nhìn thì giống yoga, nhưng bộ môn này có những động tác thăng bằng, một số động tác khác giúp tạo cơ ở vùng bụng, giúp ích trong việc tạo hình cơ thể và giữ dáng. Tôi chọn Tai Chi là vì Tai Chi nó tốt cả cho cơ, tạo những cái cơ ở bụng, nó như là hai trong một đó. Tại vì Tai Chi kết hợp được cả về tinh thần lẫn body lẫn cơ. Thực ra nhìn thì có cảm giác là nó nhẹ, nhưng khi tập rồi mới thấy mình giữ thế và cái cơ của mình rất là mỏi, rất là mệt, nhưng mà lại tốt cho tinh thần. Bởi vậy chính vì thế nên sau khi tập tất cả các bộ môn rồi đó, chọn Tai Chi.
Trong khi đó, cô Hạnh cho biết ngoài các động tác thăng bằng, tai chi còn kèm theo các động tác hít thở. Sự kết hợp giữa hít thở và cân bằng chính là chìa khóa giúp cô cải thiện sức khỏe cũng như tinh thần của mình. Bộ môn tai chi này ngoài nó tất cả các động tác yoga mà tôi đã tập thì nó có kèm theo cả những cái bộ môn hít thở và nó giữ thế lâu. Thế tôi thấy là cái giữ thế lâu đã tạo lên cái sức khỏe cho tôi rất là tốt. Tức là tất cả những cái stress thì tôi không phải suy nghĩ nữa mà nó sẽ trôi qua đi, mà thấy tinh thần rất là thoải mái. Ăn uống tốt, ngủ tốt và thoải mái tinh thần. Xuất hiện từ lâu đời, những lợi ích của tai chi đã được khoa học công nhận và phổ biến rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của huấn luyện viên, những ai muốn tập tai chi thì nên đến các trung tâm để được hướng dẫn, từ đó tập luyện đúng cách và hiệu quả hơn. Vâng, thưa quý vị, với những cập nhật thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục Sống Vui Sống Khỏe. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần hỏi và đáp sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy trong chương trình Sức Khỏe và Tiền trên kênh truyền hình FBNC. Chúng ta sẽ đến với chuyên mục Hỏi và Đáp Sức Khỏe. Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Phó khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về bệnh lý tăng huyết áp. Thưa bác sĩ, bố tôi bị tăng huyết áp, người quen giới thiệu một loại thuốc nói là rất tốt cho người bị bệnh tăng huyết áp. Hỏi bố tôi có nên sử dụng loại thuốc này hay không? Cảm ơn bác sĩ. Vâng, chào bạn. Thật sự ra thì tăng huyết áp có rất nhiều loại thuốc để điều trị và mỗi loại thuốc sẽ phù hợp cho từng đối tượng một. Và cái lựa chọn thuốc cho cái người tăng huyết áp là do người thầy thuốc sẽ xem là cái cơ thể của người thầy thuốc, người bệnh nhân nó phù hợp với cái loại thuốc nào để người thầy thuốc cho. Và trong quá trình cho thuốc thì người thầy thuốc cũng phải theo dõi để xem là người bệnh nhân đó có đáp ứng với cái thuốc đó không. Nên tôi nghĩ rằng bố của bạn nên đi tái khám hoặc là nên đi khám bệnh để cho thầy thuốc cho thuốc cho phù hợp, không nên sử dụng những loại thuốc vì quan điểm của người chuyên môn thì không có thuốc tốt hoặc là không có thuốc xấu mà chỉ có thuốc phù hợp hay không phù hợp. Thưa bác sĩ, mẹ tôi bị tăng huyết áp đang uống thuốc do bệnh viện cấp, nhưng khoảng một năm nay mẹ tôi chỉ uống theo toa thuốc cũ mà không đi tái khám lại. Hỏi như vậy có được hay không? Vâng, chào bạn. Thật sự ra thì cái người Việt Nam mình hay có một cái thói quen là khi có một cái toa thuốc mà tôi thấy uống là thấy tốt rồi thì hầu như chúng ta cứ lấy cái toa thuốc đó đi uống mãi cho đến khi chúng ta xảy ra một cái tai biến gì đó hoặc là một cái bệnh lý gì đó thì chúng ta mới đến bệnh viện. Đây là một cái hiểu biết gọi là sai lầm, vì tất cả những cái thuốc phải được thầy thuốc theo dõi và được điều chỉnh theo thời gian. Do đó đối với bà cụ của bạn thì tôi khuyên là bạn nên đưa bà cụ đi tái khám trở lại và để cho bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe của bà cụ và để cho một cái toa nó hợp lý hơn, có nghĩa là cho liều lượng thuốc cũng như cái lượng thuốc cho phù hợp với tình trạng hiện nay của bà cụ. Mong rằng bạn nên sớm đưa bà cụ đi tái khám trở lại. Thưa bác sĩ, người nhà của tôi bị tăng huyết áp, phải làm như thế nào để không bị đột quỵ? Cảm ơn bác sĩ. Vâng, chào bạn khán giả. Người nhà của bạn bị tăng huyết áp mà để làm thế nào không bị đột quỵ? Thì cái đầu tiên của người nhà của bạn là phải theo dõi cái huyết áp thật là tốt. Có nghĩa là người nhà của bạn phải được một thầy thuốc hướng dẫn cho một cái chế độ dùng thuốc phù hợp và theo dõi thường kỳ. Theo dõi thường kỳ là gì? Người nhà của bạn phải được đo huyết áp định kỳ mỗi ngày 2 lần. Và như vậy ghi lại đến ngày tái khám thì sẽ đưa cho thầy thuốc. Chế độ đầu tiên là phải dùng thuốc đúng thời hạn, đúng kỳ, đúng liều lượng và tái khám định kỳ. Ngoài ra bên cạnh đó thì người nhà của bạn sẽ phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ, có nghĩa là từ 3 đến 6 tháng tùy theo yêu cầu của thầy thuốc. Và có đặc biệt là người nhà của bạn không được dùng thuốc mà lấy cái toa đó đi uống liên tục luôn và không tái khám với thầy thuốc. Đó là một cái cách chúng ta không nên áp dụng như vậy. Vì sao? Vì khi mà huyết áp của người nhà bạn không có được ổn định thì đây là một trong những nguy cơ sẽ gây đến tình trạng là tai biến mạch máu não hay người ta gọi là đột quỵ não. Để thực hiện món chè hạt sen nhãn nhục cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây: hạt sen bỏ tim, nhãn nhục khô, đường phèn, 2 lít nước, thạch trắng cắt sợi. Cách thực hiện: nhãn nhục khô rửa sạch và ngâm cho nở mềm. Hạt sen rửa sạch cho vào nồi luộc vừa chín mềm, vớt ra để riêng. Tiếp đến cho 2 lít nước vào nồi luộc với sen đun sôi, sau đó cho đường phèn vào nấu tan. Sau cùng cho hạt sen, nhãn nhục vào đun sôi trở lại thì tắt bếp.
Chè hạt sen nhãn nhục là món ăn quen thuộc với nhiều người. Chè có vị thơm dịu của hạt sen, vị ngọt tự nhiên của nhãn lồng, quyện với vị thanh ngọt của đường phèn, tạo nên sự ngon miệng cho người thưởng thức. Chúc bạn thành công với món ăn này. Vâng, như thường lệ, cách thực hiện món ăn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe và Tiền tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ fbnc.vn. Còn bây giờ, Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.